Những cách trang trí tiêu đề cực nhanh mà vẫn đẹp. Kiểu đầu tiên có thể lấy một hoặc là nhiều màu hợp nhau để vẽ cái chấm tròn. Có thể cho mấy cái hình này bay lên bay xuống cũng được. Rồi chỉ lấy bút lông ngòi to viết kiểu chữ dài dài lòi ra khỏi cái hình tròn luôn là xong. Kiểu kế tiếp còn dễ ác nữa. Viết nội dung xong Di sẽ vẽ cái khung hình hộp bao xung quanh. Rồi lấy highlighter cho hai cái đường hai bên. Có thể nhấn nhá bằng cách tô thêm như vậy. Rồi có cách khác dễ hơn nữa. Quệt mấy cái hình sát nhau như Di làm nè. Rồi ở trong thì mình viết kiểu chữ nào cũng được, miễn thấy nó nổi lên là ok. Giờ mình đóng nhẹ hai cái ngoặc vuông hai bên rồi rải thêm sao nữa là ok. Thật ra cái gì sắp làm mới là dễ nhất nè mọi người. Vẫn là lấy ngòi to viết chữ, không có cần đổ bóng gì hết trơn á. Rồi gạch mấy cái đường thẳng hai bên mà cho nó thụt ra thụt vô một xíu. Hết độ dài của chữ là nhìn xịn rồi đó. Thôi kiểu cuối cho màu mè xíu nha. Di vẽ và tô màu hiệu ứng kem chảy. Sau đó lấy bút brush để tạo chiều sâu nè. Mà cũng nhờ lướt lên on TikTok Di mới biết.